phát hiện một chiếc xe đồ chơi, đề nghị đưa đi khẩn trương. Tới ngay đây. Nó đằng kia kìa. Cậu nâng bên đó nha. Hả? Nhìn có vẻ nặng thiệt á nha. À. Đi thôi. Hả? Chỗ này rộng lớn quá, tìm ra cậu ấy không? Hả? Hình như là con người đó. Mau rời khỏi đây thôi. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Từ từ được chứ. Nhanh lên. Cẩn thận, cẩn thận, cẩn thận. Tôi chóng mặt quá. Ê nè cậu, mau dậy đi. Cậu đã tới nơi rồi. Đây là đâu?